Chiều ngày 18 tháng 2, tại thành phố Hồ Chí Minh, Ban tổ chức Hoa hậu Cộng đồng Doanh nhân Thế giới 2023 đã công bố khởi động cuộc thi. Cuộc thi sẽ tạo nên một điểm nhấn quan trọng trong kết nối giao thương giữa doanh nghiệp hai nước Việt Nam, Indonesia và nhiều nước trong khu vực và trên thế giới. Cuộc thi Hoa hậu Cộng đồng Doanh nhân Thế giới 2023 được tổ chức nhằm tôn vinh phụ nữ bản lĩnh trong việc tự chủ kinh tế, tự tin thể hiện bản thân và xây dựng gia đình hạnh phúc. Đồng thời, cuộc thi còn là nơi giao lưu, kết nối cộng đồng nữ doanh nhân trong khu vực. Đối tượng tham gia là các nữ doanh nhân người Việt Nam 18 tuổi trở lên đang điều hành doanh nghiệp tại Việt Nam và các nước trên thế giới, có khả năng trình diễn, ứng xử tốt và yêu thích các hoạt động vì cộng đồng, nhân ái, xã hội. Cuộc thi bắt đầu tuyển chọn thí sinh từ ngày 18 tháng 2 năm 2023. Các thí sinh sẽ lần lượt trải qua các vòng sơ khảo, qua ảnh, bán kết và chung kết. Dự kiến có 30 doanh nhân thành đạt tranh tài trong đêm chung kết ngày 24 tháng 4 năm 2023 tại Bali, Indonesia. Tại buổi họp báo, Hoa hậu Doanh nhân Quốc tế 2022 Nguyễn Đoàn My Hường được công bố trở thành gương mặt đại sứ của cuộc thi năm nay.